mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm. Và ngày hôm nay Nha Khoa An Tâm lại tiếp tục trao tặng một nụ cười mới cho chị Thoa với chương trình thay đổi răng xương cũ lấy răng thành xương mới, tiết kiệm đến 99%. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cùng với chị Thoa nhé. Xin chào cả nhà, mình là Huỳnh Thị Hồng Thoa, mình năm nay 32 tuổi. Răng của mình á, trước đây là thay nhưng mà cười hay mình nói chuyện cũng không có được tự nhiên, cho nên là cái thằng này em quyết định em đi làm lại đó, cho nên thì cũng vô tình là được được giống như là răng sứ cũ đổi răng sứ mới hoàn toàn đó, cho nên là giảm chi phí được 99%. Nói chung là em cũng cảm ơn nha khoa của Ân Tâm. Mà bắt đầu em thay cái răng sứ này em cảm giác nó rất là nhẹ, mà cái, giống như là mình cái răng thật của mình á không có mà kiểu giống như là cảm giác nó nặng hay là cười nó bị ngượng. Cái này là em nói chung là rất là tự tin khi bước ra đường. Dạ, và rất là nhiều vị khách hàng khác của Nha Khoa An Tâm cũng chia sẻ rằng với cái phần răng sứ tàn sứ này thì khi mà mình ăn nhai đó, mình cảm giác như là nó sẽ ngon miệng hơn vậy đó, đúng không chị Thoa? Đúng rồi. Dạ, vậy chị Thoa ơi, thì cái quá trình mà mình thay sứ như vậy thì diễn ra có lâu không? Cũng không mất thời gian nhiều, mình tới mình kiểm tra và khám răng thì xong rồi mình lấy răng ra và mình lấy dấu răng cỡ 3 ngày sau mình quay lại mình lắp ráp răng thì tầm cỡ 1 tiếng tới 2 tiếng. Và thì cái quá trình đấy rất là nhanh đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì ngày hôm nay thì mình có một cái hàm răng mới, và chị có hài lòng với màu sắc răng này không chị ha? Làm rồi mình rất là hài lòng. Nói chung là có những người bạn mà những người mà đã làm rồi nó sao răng mày tự nhiên vậy? Em mới nói trời răng sứ đó. Thiệt không? Có phải răng sứ hay là răng thiệt? Thiệt mà răng sứ đó. Nói chung là ai cũng bất ngờ. Tất cả các vị bác sĩ cũng chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là vui khi mà lại mang đến một nụ cười mới để cho vị khách hàng đó là chị Hoa. Dạ. Yeah. À, chị Hoa ơi, vậy thì chị Trang biết thêm là khi mà mình biết đến Nha Khoa An Tâm thì làm cách nào mà chị đăng ký được chương trình thay răng sứ cũ lấy răng sứ mới mà tiết kiệm đến 99% vậy chị? Cái này cũng gọi là cái cũng có cái duyên, tại vì nó không có được cái tự nhiên của em, tại vì nó bị đen chân răng á, cho nên là nó thôi để đi làm răng của vô tình em đi vô khám răng thì nha khoa cũng tư vấn rất là nhiệt tình, nói bây giờ răng sứ cũ đổi răng sứ mới. Chị là khách hàng thực tế của Nha Khoa An Tâm và chị đã trải nghiệm chương trình này rồi, thì em xin ý kiến của chị Hoa là về chương trình này thì chị cảm thấy như thế nào? Em thấy rất là có ý nghĩa. Có những người ví dụ như là người ta muốn làm mà không đủ chi phí, Nha Khoa An Tâm là hỗ trợ. Có chương trình là giống như là răng sứ cũ đổi răng sứ mới, tiết kiệm tới 99%. Thì chị Thoa có lời nào muốn chia sẻ với hay là muốn gửi gắm đến tất cả các vị khách hàng mà cũng đang giống như chị Thoa mà mình chưa biết đến chương trình không? Em muốn gửi cũng như là lời thay lòng em muốn nói là giống những bạn muốn đi làm răng sứ mà răng sứ mình không có được đẹp á, thì bên Nha Khoa An Tâm đang có một cái chương trình là răng sứ cũ đổi răng sứ mới, tiết kiệm 99%. Và mình đã trải nghiệm cái chương trình này, người thật việc thật chứ không phải là giống như là quảng cáo một cái gì hết, cũng là một cái sự vô tình, cũng là một cái duyên. Cho nên mình cũng muốn là những bạn coi cái clip này cũng qua mình làm đẹp cho mình, cho bản thân mình. Và nãy giờ thì chúng ta cũng đã được nghe chị Thoa chia sẻ những cái gì thiết thực nhất, đó chính là những cái trải nghiệm của chị Thoa cũng như là về chương trình của Nha Khoa An Tâm thay răng sứ cũ lấy răng tàn sứ mới, tiết kiệm đến 99%. Và hy vọng rằng chương trình sẽ ngày càng lan tỏa hơn nữa để tất cả các vị khách hàng sẽ biết đến và chúng ta có thể đăng ký cũng như là nhận về cho mình một nụ cười đẹp giống như chị Thoa ngày hôm nay. Và một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn chị Thoa, và tất cả bác sĩ cũng sẽ rất là vui vì đã có một tạo nên một hàm răng mới cho chị Thoa ngày hôm nay, và chúc chị Thoa sẽ cười nhiều hơn và có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống cùng với hàm răng mới này. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa An Tâm.